chào các bác nhá. Em đã chia sẻ và nói với các bác rồi. Một bộ audio mà anh em chơi cái dòng mà thương hiệu nó vừa vừa thì nó đem lại cho các bác rất là nhiều cái hữu ích. Đầu tiên là về mặt kinh tế, anh em chơi là về mặt kinh tế nó hợp lý, thương hiệu mà. Nó không mất tiền thương hiệu nhiều. Đấy, có một số anh em nói rằng là thế bây giờ cái gì tạo nên thương hiệu? Thì đương nhiên là chất lượng rồi. Chất lượng thì tạo nên thương hiệu. Nhưng ngoài cái yếu tố chất lượng thì em nghĩ là cái chất lượng của cái thương hiệu ấy, khi mà một cái thương hiệu nó mới ra đời ấy, thì lúc đấy thì cũng chưa có thương hiệu, bởi vì thương hiệu mới mà. Và chất lượng lúc đấy ấy, thì ok, cũng đang bắt đầu tiếp cận đến người tiêu dùng thì cũng gọi là chưa ai biết được cái chất nó như nào. Nhưng mà những cái hãng như thế này là nó có tên tuổi, nó rất là lâu đời rồi. Và những cái hãng Diatone là những cái hãng nhỏ. Những hãng nhỏ này thì các bác nên nhớ là thương hiệu nó cũng không phải kém đâu. Tuy nhiên là một hãng nhỏ thì các cái chi phí sản xuất rồi các cái chi phí về PR mọi cái nó sẽ thấp hơn, người ta không thể đầu tư được nhiều. Đấy, do đó thì đôi khi là chất người ta rất là tốt. Tuy nhiên thì cái số lượng sản phẩm sản xuất ra nó không nhiều. Do đó thì số lượng hàng bán ra nó cũng sẽ không thể nhiều được. Nó không phủ được. Nó không phủ sóng được đầy. Do đó thì nhiều anh em chưa biết. Nhưng bù lại là với những cái bộ kiểu dạng như này, thì vì cái thương hiệu chi phí cho các cái chi phí PR bán hàng nó thấp, cho nên cái giá thành của nó rất là hợp lý. Đây là một bộ điển hình nhé. Một bộ kéo đầy. Rất là điển hình. Hôm nay clip này em không chia sẻ sâu về cái bộ này nữa, vì nó đã rất là hay rồi. Hôm nay em đang ghép nó với cả một cặp loa rất là đặc biệt của Mỹ. Cặp này thì cũng nổi tiếng với việc là dễ chơi. Đương nhiên rồi, anh em chơi một chiếc âm ly khoảng 4-5 triệu là anh em có thể chơi được cặp này. Chỉ có điều là phát huy nó đến mức độ nào. Đấy, bởi vì không thể nào mà một chiếc âm ly mà 45 triệu mà phát huy hết như một cái chiếc âm ly khoảng 20 triệu được. Đấy, mình phối ghép hợp. Thì cái bộ này hôm nay em sẽ phát huy hết chất âm của em Infinity cho các bác. Một cặp loa đình đám của hãng. Một cái hãng mà rất là lâu đời của Mỹ. Infinity đặc trưng bởi tép emit. Em này là cặp cáp 38, sở hữu bát 30. Đấy, với cấu hình rất là gồ ghề. Đấy, bát của em này thì cực kỳ uy lực, đánh lực nhá, nhưng mà gọn và tròn chắc. Cái điều mà anh em nghe bát rất là thích, tiếng bát nó phải tròn, nó tròn nhưng mà nó chắc, đánh dứt khoát, nó không có đuôi, thì em bát của dòng Infinity rất hay. Đấy, giải trung em này thì tuyệt vời rồi, bởi vì bình thường anh em để ý là loa trung thì một trung, thì em này nó hai trung. Và trung người ta sẽ chia ra trung trầm. Trung trầm là cái khoảng âm giữa loa bát và loa trung, thì nó đưa ra một loa riêng để nó đảm nhiệm cái giải đấy cho chất tiếng nó chi tiết hơn. Do đó khi anh em mình nghe những cái giải trung âm của những cái giọng ca sĩ thì nghe nó rất là hay. Còn đây là trung trung polydome, trung polygraph, nó là trung trầm. Và đặc biệt là em này tép emit. Những cặp Infinity anh em chỉ dùng một tép emit nữa ai rồi. Nhưng mà em này em ý lại tận hai tép emit. Rất là đẳng cấp. Đằng sau em này thì em sẽ có đương nhiên cầu loa, anh em có thể chơi theo kiểu BY, nhưng em hiện tại em đang chơi bình thường. Đấy, và em này có tận 3 tinh chỉnh. Anh em để ý nhé. Đó là tép emit, được chưa ạ? Còn đây là trung trầm, còn đây là giải trung. Đấy, thường thì anh em để cái này nó là tinh chỉnh. Cặp này thì rất là đẹp, đúng chất Mỹ, gỗ sồi, vân gỗ sồi vàng đẹp, vàng vân đen, mặt nỉ cao khoảng 1m2, bề ngang thì khoảng trên dưới 50cm. Phần Bombay này rất là đẹp, vân gỗ sồi. Anh em nào mà chơi cặp này, đấy, anh em kết hợp thêm một chiếc đồng hồ. Đây, đồng hồ gỗ sồi này nữa. Thùng Mỹ máy Đức này nữa thì rất là tuyệt.
nghe vừa hay bát gọn mà tiếng tép rất là thanh thoát. Những cái bản như này anh em sẽ thấy rõ được cái loa mid nó chia ra là hai loa, nghe nó như thế nào. Anh em có tai phone anh em đeo vào thì nó sẽ cảm nhận nó rõ. Đấy, đâu cần phải âm ly quá đắt tiền đâu, một cặp loa này thì nó chưa đến 30 triệu, 29,5 triệu. Anh em có một trải nghiệm cực kỳ hay. Một chút. Thực ra test nhạc là hoa kiểu này rất là nhiều anh em sẽ ứng, không hiểu sao. Em thì em có quan điểm rõ ràng, cái gì hay thì mình nghe thôi. Chứ cũng chả phải là kỳ thị về quốc gia hay gì cả. Cứ bảo Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc bây giờ thứ hai thế giới rồi. Và tương lai là sẽ khả năng có khi đứng đầu thế giới. Đấy. Anh em quan tâm cái cấu hình Kappa 8 này thì liên hệ em nhé. Một cặp loa Mỹ dòng tham chiếu rất là hay, cấu hình đẹp, tầm giá 29,5 triệu. Đấy. Giá cả thì nó phụ thuộc vào chất, bởi vì đây là loa bãi. Anh em quan tâm thì có thể đi tham khảo tất cả mọi nơi. Cảm thấy ưng với cái giá đấy, với chất hàng như thế này thì anh em ủng hộ. Em xin chân thành cảm ơn.